Đầu tiên thì chúng ta xác định nhiễu Ở đây chúng ta dễ dàng xác định nhiễu cấp độ 2 Nó chính là verbing in của O Đây nhiễu cấp độ 2 Nó chính là mệnh đề tính từ verbing in của O Vậy nếu thế thì chỉ còn mỗi chủ ngữ Thiếu là thiếu gì? Thiếu verb của O Chúng ta tìm đáp án ABCD Phù hợp verb O là chúng ta chọn Ở đây thì chúng ta dễ dàng chúng ta chọn được phương án Phương án C là verb cộng với O AB chắc chắn là loại rồi thì đây chính là adverb, adverb là sai. Còn phần D thì sai ngay tại vì từ dây nó chính là từ làm chủ ngữ, nó phải đứng trước verb chứ không bao giờ đứng sau verb, vì tính nên sai. Đáp án cuối cùng là phương án C.